Ok, hôm nay chúng ta sẽ vỡ nốt những gì còn lại của Zapatero. Thì thực ra là mấy ngày hôm nay mình đang trong quá trình sửa con tay phải của mình, là đang bị lởm lắm rồi. Chắc là dấu hiệu của việc tuổi già phải không? Hôm nay quyết định vỡ nốt hơn một trang thôi, mình quyết định là vỡ sinh hình xanh. Mình sẽ từ đoạn này. Đấy, cấu trúc này rất quen thuộc, đoạn mấy đoạn đều có. Đoạn đầu có đoạn này. Chỗ đoạn sau này có rất nhiều cái câu khi này. Trước cái này ngày hôm qua và bây giờ ngồi tập thôi, tại vì cái câu này ra nó cũng không khó thuộc lắm. Thực ra mình thì cơ bản là một phần là mình đã từng tập rồi nên lúc ôn lại nó cũng dễ dễ nhớ hơn đấy. Mặc dù có nhiều đoạn mình đánh khác ngày xưa, ví dụ chỗ này bây giờ mình giải. Câu đầu ngày trước đánh thì sẽ là trong nó sẽ luôn, nhưng mà cái đoạn cuối này nó lại có quả đan nốt son này ở đây. Sau khi cái này là đánh nó bị kiểu gọi là nó bị tiến thay đổi cái ngón sẽ vào cái mì này, thế là nó sẽ hơi bị chốc thì phải ngồi tập. Thank you.
cuối này. Chắc phải 5 giờ mới ra đánh từ đến cuối. Thôi series gọi là cái sự tập Zapatero nó chỉ nên đến đây vỡ xong rồi. Bây giờ đến đoạn ngồi tập. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ký sự này. Mình sẽ cố gắng ra một số ký sự tập mấy cái bài khác. Nhưng chắc là tập mấy bài dễ dễ hơn. Bài này khoai quá.